Mới đây, đại diện Trung tâm Chính phủ Điện tử thuộc Cục Tiên học hóa Bộ Thông tin Truyền thông cho biết Bộ Y tế đang xem xét thử nghiệm vòng tay theo dõi để giám sát những người cách ly tập trung và sau cách ly. Dự kiến thời gian sớm nhất sẽ áp dụng thiết bị này vào tuần sau, theo đó đối tượng được thử nghiệm sẽ là những người nước ngoài nhập cảnh vào nước ta trong thời gian dịch bệnh và một số người hiện đang thực hiện cách ly tại các điểm cách ly tập trung. Vòng đeo tay sẽ phát cảnh báo khi người đeo rời khỏi nơi cách ly tại nhà hoặc các cơ sở tập trung đồng thời đo thân nhiệt và cảnh báo vượt ngưỡng cho phép thiết bị này cũng sẽ cảnh báo khi người đeo cố tình tháo ra và hỗ trợ đắc lực cho việc truy vết ở nơi người đeo đã đi qua